Điện từ khán giả muốn trao đổi với chuyên gia chúng tôi. VTC 16 xin được chào khán giả, xin anh hoặc là chị hãy giới thiệu chúng tôi biết tên là gì, hiện đang ở địa phương nào và đặt câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi. Chúng tôi xin mời ạ. Chị nói đi. Tên là Phạm Quang Đạt ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Vâng, anh nói đi ạ. Vâng, hiện nay tôi muốn hỏi chuyên gia là tôi trồng cam được cam quýt được 4 năm rồi. Mà hiện nay là nó đang ra hoa. Nhưng bây giờ tôi có được có phải tưới không, thời tiết bây giờ á? Mà nếu bón phân thì bón phân gì? Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh Phạm Quốc Đạt ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Bây giờ tôi xin chuyển câu hỏi của anh ra sang chuyên gia trồng trọt tiến sĩ Đinh Văn Đức tư vấn cho anh nha. Dạ vâng, thưa anh, theo tôi như thế này, đối với cây cam Vinh mà bây giờ đã được 4 năm rồi, đúng là bắt đầu vào thời kỳ ra hoa kết trái. Còn 3 năm đầu người ta gọi là 3 năm kiến thiết cơ bản, tức là để mà hình thành ra bộ tán rồi cho cây thôi. Đến năm thứ tư là cây bắt đầu ra hoa là đúng rồi, là đúng tiến độ. Và đối với này, cây trong thời thì đang ra hoa thế này thì chúng ta biết là đối với cây cam của chúng ta đang trong thời kỳ ra hoa này là rất cần nước. Vì thế cho nên chúng ta phải tưới nước. Phải tưới nước, cung cấp đầy đủ nước cho cây. Không được để cây bị hạn. Nhưng mà nếu mà mưa mà thì chúng ta phải thoát nước cho tốt, chứ còn thừa nước thì cũng không được. Đấy cho nên là chúng ta phải tưới. Vì đây là cây trồng cạn cho nên chúng ta không để đọng nước được. Mà chúng ta phải đảm bảo đủ nước cho cây để cho hoa nó mới phát triển đầy đủ, nó phát triển tốt được, và đặc biệt là hạt phấn hoa nó mới phát triển đầy đủ và sau này nó mới thụ tinh thụ phấn để chúng ta mới đậu quả được. Đấy là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai là lúc này chúng ta không bón phân, bởi vì lúc mà hoa đang ra thế này thì chúng ta không bón phân, mà người ta phải bón phân gì? Bón phân thúc hoa vào trước khi cây ra hoa khoảng 30 ngày là người ta đã bón phân rồi. Đấy là thời kỳ bón, người gọi là thúc phân, à thúc hoa. Rồi còn lúc đang ra hoa này thì không bón. Chỉ trừ khi những cái cây cam, mà tôi nghĩ là cây của anh năm thứ tư thì chắc là không có cái hiện tượng này. Còn đối với những cái cây cam nó lớn nhiều năm rồi mà thấy rằng là lúc nó ra hoa mà thấy cây nó có vẻ nó hơi còi còi và nó thiếu dinh dưỡng, thì lúc này người ta có thể bổ sung dinh dưỡng cho nó bằng hình thức là phun qua lá, chứ người ta không bón nữa, không bón vào vòng không nữa. Thế này anh phải chú ý cho tôi cái điều này. Rồi còn sau khi mà tắt hoa, tức là nó đậu thành quả con rồi, thì từ đấy đi là người ta mới bắt đầu bón phân, mà người ta gọi là bón thúc quả. Bón thúc quả thì thường là người ta thường bón từ 2 đến 3 lần nữa để thúc quả cho cây. Thế thì đúng là theo quy trình là như vậy. Chứ còn thì trong cái lúc này mà nếu mà chúng ta cây đang ra hoa mà anh bón phân vào, đặc biệt là bón hơi nhiều một chút, thì thưa anh, tức là gây ra người ta gọi là hiện tượng sốc dinh dưỡng về mặt sinh lý của cây, thì nó dẫn đến là hiện tượng rụng hoa hàng loạt đấy. Cho nên anh phải hết sức chú ý không được bón phân vào thời điểm này. Một lời tư vấn rất là cụ thể và nhiều kinh nghiệm. Tôi muốn hỏi anh Phạm Quốc Đạt ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa thân mến, anh đã nghe được lời tư vấn chuyên gia của chúng tôi rồi phải không ạ? Tôi xin chúc anh là sẽ xử lý thành công cái tập này theo lời chuyên gia chúng tôi, tiến sĩ Đinh Văn Đức.